Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Chúng ta hãy cùng đến với vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, trận đấu giữa Paraguay và Brazil. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador tiếp tục khẳng định sức mạnh của Brazil ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Dù đã khởi đầu trận đấu không thực sự suôn sẻ và vấp phải lối chơi phòng ngự rắn chắc của đối thủ, nhưng chỉ cần những ngôi sao chớp được khoảnh khắc, Brazil đã giữ trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Với 5 chiến thắng liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Tite tiếp tục giữ ngôi đầu bảng và hơn đội xếp sau Argentina 4 điểm. Tuy nhiên, đối thủ của họ ở trận đấu sắp tới không hề dễ chơi. Lúc này Paraguay đang đứng thứ tư ở bảng đấu và cũng chưa trải qua bất kỳ trận thua nào. Họ cũng mới mang về một điểm từ sân của Uruguay ở vòng đấu gần đây, dù đó là trận hòa thứ tư sau 5 trận của huấn luyện viên Berizzo. Rõ ràng với những gì đã trình diễn, chủ nhà Paraguay sẽ là thuốc thử cho hàng công của Brazil. Tuy nhiên, với việc đang có khoảng cách điểm tương đối an toàn so với các đội phía sau, các vũ công Samba sẽ không cần đặt quá mục tiêu bởi họ chỉ cần bảo toàn lực lượng và hướng tới Copa America trên sân nhà. Brazil vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn hẳn khi sở hữu nhiều ngôi sao lớn trong đội hình hiện tại. Neymar đã chơi cực hay ở trận gặp Ecuador vừa qua và bên cạnh anh thì những mũi nhọn như Richarlison hay Gabriel Jesus cũng luôn biết cách tỏa sáng khi cần thiết. Paraguay cũng có nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu nhưng không phải là những ngôi sao lớn. Họ sở hữu một cái tên luôn chơi rất hay mỗi lần được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, đó là Miguel Almirón, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Newcastle United tại giải Ngoại hạng Anh. Nếu chỉ tính ở 5 lần đối đầu gần nhất thì Paraguay không phải là cái tên dễ chơi với Brazil khi họ chỉ chịu thua duy nhất một lần sau 90 phút chính thức. Cả hai đội đều đang ổn định với chuỗi 5 trận bất bại gần đây và đáng chú ý là Brazil đã toàn thắng ở những trận đấu đó. Và thưa quý vị các bạn, tỷ lệ của trận đấu này, Brazil chấp Paraguay 1 hòa. Làm khách trên sân của Paraguay là chưa bao giờ dễ dàng với Brazil, lúc này thì cả hai đội đều hướng tới Copa America và một điểm có lẽ không phải là một kết quả tồi. Với tỷ lệ này, người chơi nên lựa chọn đội chủ nhà bởi chắc chắn họ sẽ chơi phòng ngự, cái cách mà họ đã mang về chuỗi bất bại gần đây. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/4. 3 trận đấu gần đây của Brazil, họ không để thủng lưới. Điều này đã cho thấy hàng phòng ngự của huấn luyện viên Tite đang chơi ổn định như thế nào. Trong khi đó, Paraguay cũng là đội bóng ưu tiên cho phương án phòng thủ phản công trong chiến thuật và trận này nhiều khả năng sẽ có ít bàn thắng. Dự đoán của chúng tôi trận đấu này, Paraguay và Brazil hòa nhau với tỷ số 1-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.